bất ngờ phát hiện tàu ngầm Ấn Độ-Pakistan ráo riết truy cản. Thưa quý vị, Hải quân Pakistan đã phát hiện và đẩy lùi một tàu ngầm Ấn Độ đang tìm cách xâm nhập vào lãnh hải của nước này. Sự việc xảy ra vào đêm ngày 4 tháng 3, đúng một tuần sau khi Pakistan cáo buộc Ấn Độ xâm phạm khu vực đường kiểm soát LOC, khiến căng thẳng giữa hai nước dâng cao. Hải quân Pakistan đã sử dụng những kỹ năng đặc biệt để ngăn chặn chiếc tàu ngầm của Ấn Độ xâm phạm vùng biển Pakistan. Người phát ngôn Hải quân Pakistan đã cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng, tàu ngầm Ấn Độ trang bị đầy ắp công nghệ hiện đại nhưng lại bị Pakistan phát hiện, thì đó là một thất bại của New Delhi. Theo tờ Dawn, đây là lần thứ hai kể từ năm 2016, Hải quân Pakistan phát hiện tàu ngầm Ấn Độ đang tìm cách xâm phạm vào vùng biển của mình. Trong khi đó, hãng tin Sputnik dẫn lời tư lệnh Hải quân Ấn Độ Sunil Lamba cho biết, New Delhi đã nhận được thông tin rằng các phần tử khủng bố đang lên kế hoạch cho một số cuộc tấn công mới nhằm vào lãnh thổ nước này, kể cả từ đường biển. Ông Lamba nói, chúng tôi đã nhận được báo cáo cho biết các phần tử khủng bố đang được huấn luyện để tiến hành các cuộc tấn công bằng nhiều phương thức khác nhau, có thể qua đường biển. Hiện không rõ việc tàu ngầm Ấn Độ bất ngờ xuất hiện gần lãnh hải Pakistan có liên quan tới tuyên bố trên hay không. Vệ tinh máy bay Việt Nam vừa được phóng sẽ làm nhiệm vụ gì? Theo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, vệ tinh Micro Dragon là một sản phẩm nằm trong hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản, bộ phận của dự án phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất, viết tắt là dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Mục đích chính của vệ tinh này là công cụ để đào tạo thực hành chế tạo thử nghiệm vệ tinh lớp Micro. Ngoài ra, vệ tinh máy bay Việt Nam này sẽ chụp ảnh theo dõi chất lượng nước biển ven bờ, phục vụ cho ngành đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản Việt Nam. Theo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, việc có ảnh vệ tinh Micro Dragon ở vị trí chụp mong muốn là cơ sở để trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng đồng Micro trên thế giới nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhanh trong các hoạt động như phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, ảnh vệ tinh Micro Dragon có thể dùng để phối hợp dữ liệu với các dữ liệu viễn thám sẵn có, tìm kiếm các ứng dụng mới hay tăng cường chất lượng của ứng dụng cũ nhằm xác nhận khả năng ứng dụng của dòng vệ tinh Micro. Vệ tinh Micro Dragon được phát triển bởi 36 học viên là các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, theo học tại 5 trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Trước đó, vệ tinh máy bay Việt Nam dự kiến được phóng vào không gian vào ngày 17 tháng 1 tại Nhật, nhưng do thời tiết xấu nên việc phóng vệ tinh lùi lại một ngày. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.